Lâm sư phụ đạo sĩ lừng danh thiên hạ với bảo vật sư môn âm dương kiếm, đã dùng nó trảm yêu trừ ma. Ác quỷ mà gặp phải anh Lâm thì khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Câu chuyện bắt đầu từ 18 năm về trước. Đây là Bạch Kim Lão Tổ, là sư phụ của anh Lâm và sư đệ Hoàng Béo. Bạch Kim Lão Tổ mà muốn gả cô con gái của mình tên là Mộng Mộng cho một trong hai người. Thế là Lão Tổ bèn thử lòng hai đồ đệ. Ông nói rằng Mộng Mộng đã có thai được 3 tháng. Về phía Lâm sư phụ lúc này chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh Lâm chỉ muốn trảm yêu trừ ma, rèn luyện đạo pháp. Thấy vậy Lão Tổ lấy ra âm dương kiếm, bảo vật sư môn, giao cho anh Lâm trừ ma vệ đạo. Về phần Hoàng Béo, khi nghe thấy Mộng Mộng có thai 3 tháng, dù rằng không biết là của ai, Hoàng Béo vẫn muốn lấy Mộng Mộng làm vợ vì anh yêu cô ấy. Bạch Kim Lão Tổ gặng hỏi thêm lần nữa, nhưng nó có thai 3 tháng đó. Hay dạ, vậy thì con được làm cha mà không phải tốn sức. Thế là Lão Tổ đã gả Mộng Mộng cho Hoàng Béo. 18 năm sau, Lâm sư phụ cũng có một cô con gái tên là Tiểu Hồng, mong muốn trở về sư môn bái tế Bạch Kim Lão Tổ. Trên đường đi, hai người mệt mỏi lại đói bụng, bất ngờ nhìn thấy một chú thỏ con. Tiểu Hồng lập tức chạy tới bắt lấy nó, nhưng chú thỏ rất nhanh nhẹn linh hoạt, chạy vào hang và biến mất. Thất vọng, Tiểu Hồng quay lại bên Lâm sư phụ. Đột nhiên cô phát hiện lùm cây có động tĩnh, tưởng rằng thỏ con ở trong đó, cô chạy đến. Má ơi, là con Tinh Tinh hoang dã. Hai cha con nhanh chân bỏ chạy thoát thân. Trời cũng đã sập tối, nhưng trong bụng vẫn chưa có gì lót dạ. Vô tình họ nhìn thấy một liều trại với một cái đùi dê nướng quá hấp dẫn. Tuy nhiên anh Lâm coi trọng lễ nghĩa, liền bảo Tiểu Hồng mời gia chủ ra cùng ăn. Không ngờ bọn họ đều đã chết, vội vàng chạy sang liều bên này. Bất ngờ con Tinh Tinh thoát ra đè lên người anh Lâm. Thì ra đây là anh Tinh Tinh hai người đã gặp lúc sáng, nhưng giờ đây nó đã chết. Đột nhiên túp liều bốc cháy, mọi người nhào lộn bay ra. Tiểu Hồng chạy đến thì ra là một cô nương mặc đồ đỏ. Anh Lâm liền nhận ra, má ơi, nó là con quỷ. Lập tức nó tấn công Tiểu Hồng. Lâm sư phụ cố gắng thoát khỏi xác con Tinh Tinh, ngăn cản thế tấn công của ác quỷ. Tiểu Hồng liền xông phi cước nó lùi về sau. Tiếp đó giao âm dương kiếm cho anh Lâm. Con quỷ hóa thành quả cầu lửa bay đến, rồi nhào tới tấn công Tiểu Hồng. Chiếc vòng trong tay Tiểu Hồng được sử dụng rất linh hoạt, sau vài chiều nó còn có thể bung ra thành cây giáo. Tiểu Hồng tiếp tục giao chiến phần cầu thấp với ác quỷ, nhưng không phải là đối thủ của nó, liền bị nó tung cước. Anh Lâm liền lao tới cho nó một đạp, rồi tiếp tục dùng kiếm tấn công ác quỷ. Võ công của anh Lâm đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ác quỷ liên tục bị trúng chịu, sau đó anh Lâm dồn ép nó về một thân cây, rồi rút kiếm đâm một nhát. Nó đau đớn nhảy lên bay về phía Tiểu Hồng và cô ngã xuống. Anh Lâm nhảy tới, Tiểu Hồng kịp thời tránh sang một bên. Anh Lâm đâm xuống con quỷ nhỏ dần rồi bị thu hút vào thanh kiếm. Tiểu Hồng liền lấy ra ống tre. Lâm sư phụ vận công bắn con quỷ ra, rồi dùng âm dương kiếm phong ấn nó vào ống tre. Hay dạ, con quỷ đúng là xui xẻo nên mới gặp anh Lâm. Hai cha con tiếp tục lên đường. Phía bên này Hoàng Béo, sư đệ của Lâm sư phụ, đã lấy Mộng Mộng làm vợ. Gia đình họ đang kinh doanh một tiệm vàng mã ở thị trấn. Hai người còn có một người con tên là A Tài, rất đam mê khoa học. Cậu ta đã phát minh ra máy bắt sóng linh hồn. Phía khác, ở trong rừng có một vị pháp sư ri mép đang lập đàn làm phép để giúp cho những hồn ma trong những hũ rượu to đi siêu thoát đầu thai. Ma nữ này tên là Tiểu Mỹ. Vô tình cô bay ngang qua máy bắt sóng linh hồn của A Tài, nó kích phát sấm sét đánh trúng lòng đèn chuyển sinh của cô, làm cho Tiểu Mỹ hoảng sợ rơi xuống giếng. Chiếc máy của A Tài cũng bị chập điện bốc cháy. Anh vội vàng dập lửa rồi chạy xuống xem, thì máy bắt linh hồn của anh đã tan tành hư hỏng. Anh buồn rầu sợ rằng cha mẹ sẽ trách mắng. Đột nhiên Tiểu Mỹ bay lên. A Tài quay lại nhìn thấy một người lơ lửng giữa không trung, nhận ra cô ấy là ma. Hoảng sợ anh bỏ chạy lên phòng. Không ngờ Tiểu Mỹ lại ở đây. Tuy nhiên Tiểu Mỹ không có ác ý. A Tài tiến đến gần Tiểu Mỹ, nâng anh ta lên không trung. Tưởng rằng A Tài phá hỏng đồ đạc, Hoàng Béo và Mộng Mộng lên trách mắng A Tài. Vừa vào phòng, hai người té xuống. Hoàng Béo nhận ra Tiểu Mỹ là ma, lao tới thu phục cô. A Tài ngăn cản, Tiểu Mỹ định chạy thoát thân. Mộng Mộng chặn ngay ở cửa. Nhận biết cô ấy là ma, lập tức thi triển đạo thuật tấn công Tiểu Mỹ. A Tài lao tới ngăn cản hai người, vì anh thấy rằng cô ấy không có ác ý. Dù bị tấn công, Tiểu Mỹ cũng không phản kháng. Hoàng Béo và Mộng Mộng cảm thấy có lý. Thế là bọn họ chuẩn bị lập đàn giúp cho Tiểu Mỹ tiếp tục đi siêu thoát đầu thai chuyển kiếp. Hai người bắt đầu làm phép. Hoàng Béo nâng Tiểu Mỹ lên không trung, nhưng giữa chừng thất bại rơi xuống. Cảm thấy kỳ lạ, Mộng Mộng liền ra tay thi triển đạo thuật, dùng những đồng xu cho vào bát, rồi lấy lá bùa châm lửa bỏ vào, sau đó úp cái bát lại rồi mở nó ra. Thế là còn lại một đồng xu. Ghê vậy. Tiếp đến cô cắn tay triết máu lên, nhìn qua lỗ đồng xu, Tiểu Mỹ chỉ còn lại hai hồn mất đi một phách. Thế là mọi người tìm đến cái giếng truy tìm phách của Tiểu Mỹ. A Tài liền thả dây đưa Hoàng Béo xuống dưới. Một làn khói đột nhiên bốc lên, phách của Tiểu Mỹ bay ra nhập vào cô. Tuy nhiên ngày lành tháng tốt đã qua nên không thể làm phép cho Tiểu Mỹ siêu thoát được nữa, phải chờ cho đến cuối phim. Thế là Tiểu Mỹ tạm thời sống ở đây. Phía bên này Lâm sư phụ đã trở về, vô tình gặp lại sư đệ Hoàng Béo và tiểu sư muội Mộng Mộng tại cửa tiệm. Mọi người vào trong nhà, Lâm sư phụ bắt đầu thắp nhang bái tế cho Bạch Kim Lão Tổ. Hay da, thắp nhang thôi mà, anh Lâm cũng trổ tài võ thật. A Tài bèn hỏi Tiểu Hồng nếu gặp ma quỷ Lâm sư phụ sẽ xử lý thế nào. Tiểu Hồng mới nói Lâm sư phụ rất nghiêm khắc trong việc trừ ma, bất kể là ma tốt hay là ma xấu, anh Lâm đều thu phục tiêu diệt nó. Nghe thấy vậy A Tài bèn giấu Tiểu Mỹ trong một cái hũ để lên gác xếp. Thế là Lâm sư phụ ở lại đây một thời gian. Nhiều ngày trôi qua, Hoàng Béo trông thấy Mộng Mộng và anh Lâm thân mật. Trong lúc ăn cơm hai người còn múa tay trong tay nữa. Hoàng Béo nhớ lại lời của sư phụ nói năm xưa, Mộng Mộng đã có thai 3 tháng, cho nên Hoàng Béo nghĩ rằng nó là của Lâm sư phụ. 18 năm trôi qua, sự nghi ngờ này ngày một lớn dần. Tuy nhiên ông ta không biết rằng năm xưa Bạch Kim Lão Tổ chỉ muốn thử lòng họ nên mới nói dối rằng Mộng Mộng có thai 3 tháng. Giờ đây Hoàng Béo còn thấy anh Lâm và Mộng Mộng thân mật nữa nên tỏ ý không muốn anh Lâm ở lại đây nữa. Lâm sư phụ không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của sư đệ và sư muội nên chuẩn bị hành lý rời đi. A Tài và Tiểu Hồng đi vào định lấy hũ rượu phong ấn con ác quỷ. Vô tình A Tài làm rơi chiếc bình chứa ma nữ Tiểu Mỹ. Tiểu Hồng nhận ra đây là ma liền báo cho anh Lâm xông vào định thu phục Tiểu Mỹ, nhưng A Tài cố gắng ngăn cản. Đúng lúc này Hoàng Béo đi ra không cho anh Lâm thu phục Tiểu Mỹ. Hoàng Béo còn tức giận hất tung chiếc bình chứa con ác quỷ trên tay của Tiểu Hồng rơi xuống. Con quỷ thốt ra. Mọi người cùng nhau hợp sức tấn công nó, nhưng ác quỷ quá là hung hãn, đánh bật từng người. Anh Lâm rút ra âm dương kiếm đối phó ác quỷ, đánh không lại nó bỏ chạy, anh Lâm đuổi theo. Đến khu rừng nó đánh lạc hướng anh Lâm, quay lại tấn công Tiểu Hồng, rồi quăng cô vào gác xếp trọng thương. Tiếp đó tung cước A Tài văng ra sau, Hoàng Béo và Mộng Mộng hợp lực tấn công con ác quỷ, cố gắng kiềm chế nó, nhưng con quỷ quá mạnh giật ngã hai người, rồi tiếp tục tấn công Tiểu Hồng đánh cô văng ra xa. Anh Lâm kịp thời trở về, dùng âm dương kiếm vào chiến với ác quỷ, Hoàng Béo cũng tham gia trận chiến. Ác quỷ 1 chọi 2 đánh không lại, nó nhập thể vào Tiểu Mỹ, trở thành quỷ ma hợp nhất cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người định bỏ chạy, ác quỷ phong tỏa luồng lối thoát. Anh Lâm thì dùng âm dương kiếm đối phó với ác quỷ. Tình huống quá cấp bách, Hoàng Béo xông vào trợ giúp, cố gắng kiềm chế ác quỷ. Anh Lâm vào lên đường lấy cây trầm cài tóc của sư phụ ấn vào thanh kiếm, rồi dùng bùa quấn quanh thanh kiếm. Tiếp đó lấy trò tàn nhang dùng lên thanh kiếm, sau đó niệm chú kích phát quy lực thanh kiếm. Tưởng rằng Lâm sư phụ không chú ý, ác quỷ lao tới, bất ngờ anh Lâm quay lại đánh cho nó văng ra sau. Tiếp đó dùng kiếm nâng nó lên, rồi dùng cây trăm ghim vào trán con quỷ, sau đó kích hoạt ấn ký âm dương bấm vào con quỷ. Anh Lâm nhảy lên định kết liễu nó, A Tài rút cây trăm định cứu Tiểu Mỹ, vô tình cứu nhầm con quỷ. Mộng Mộng kịp thời lao vào ôm lấy Tiểu Mỹ lăn qua một bên cứu lấy mình nữ. Lâm sư phụ nhanh nhẹn dung lên âm dương kiếm phóng tới con quỷ, không chịu nổi quy lực của âm dương kiếm, con quỷ nổ tung tàn sát. Anh Lâm cũng không còn cố chấp nữa, ra tay thi triển đạo thuật giúp cho mình nữ Tiểu Mỹ phục hồi linh hồn. Sau đó bộ 3 sư huynh muội hợp sức thi triển đạo thuật giúp cho Tiểu Mỹ quá thân vào đèn chuyển sinh đầu thai chuyển kiếp. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.